chiếc núi xinh, núi đỏ kia còn ghi qua bao đời. Về quê Thanh đất rộng người đông, thuyền nhẹ đưa xem thắng cảnh hồ công. Thanh hồ ngàn năm vốn đẹp sâu, tới Nga Sơn có đường lên tiên, từ thức năm nào dễ trần gian. Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất, phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn phường Mai Lâm. Nhân ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11 năm 2023, ngày pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền,
góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy vai trò đoàn thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 7 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình hoạt động của ban biên tập trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng ban biên tập trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin đã trình bày dự thảo quyết định về việc kiện toàn ban biên tập trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn và dự thảo quyết định ban hành quy chế hoạt động của ban biên tập trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào dự thảo quyết định kiện toàn ban biên tập trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn và dự thảo quyết định quy chế hoạt động của ban biên tập trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn, đồng thời đóng góp các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên trang thông tin điện tử thị xã và đưa chương trình truyền hình, chương trình phát thanh do Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã thực hiện lên trang thông tin điện tử thị xã. Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng ban biên tập trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn, đề nghị thường trực ban biên tập sau hội nghị này hoàn chỉnh toàn bộ quyết định kiện toàn ban biên tập, quyết định ban hành quy chế hoạt động của ban biên tập trang thông tin điện tử để trình phát hành. Để trang thông tin điện tử hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị ban biên tập tổ chức cung cấp, cập nhật thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của thị xã. Ban biên tập tích cực trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để phát triển trang thông tin điện tử, từ đó phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền thị xã, cũng như nhu cầu thông tin của các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. Ngày 6 tháng 11, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã tổ chức lễ phát động chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất, phòng chống sốt xuất huyết đợt 2 năm 2023 trên địa bàn phường Mai Lâm. Tại lễ phát động, lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã kêu gọi cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, trường học trên địa bàn phường Mai Lâm cùng thực hiện tổng vệ sinh môi trường để phòng chống dịch, huy động mọi nguồn lực, tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân tham gia hoạt động tổng vệ sinh môi trường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với khẩu hiệu không có loang quang, không có sốt xuất huyết, chỉ đạo và yêu cầu nhân dân chấp hành tốt việc vệ sinh đường làng ngõ xóm, thùng nước, chậu trồng hoa, cây cảnh có nước ứ đọng phải đổ đi để phòng chống dịch một cách hiệu quả. Theo kế hoạch, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11, 7 tổ dân phố trên địa bàn phường Mai Lâm sẽ tiến hành tổng vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt muỗi, phòng chống sốt xuất huyết. Thưa quý vị và các bạn, vụ đông năm 2023, toàn thị xã đưa vào gieo trồng với tổng diện tích hơn 2.000 hectare cây trồng các loại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9 năm 2023, nên tiến độ gieo trồng chậm so với kế hoạch. Có nhiều diện tích rau màu bị hư hại phải gieo trồng lại. Đến thời điểm hiện nay, toàn thị xã gieo trồng ước đạt 1.543 hectare, bằng 73,4% kế hoạch. Trong đó, diện tích lạc đồng 380 hectare, bằng 95% kế hoạch. Cây ngô 340 hectare, bằng 85% kế hoạch. Cây khoai lang 260 hectare, bằng 65% kế hoạch. Rau màu các loại 563 hectare, bằng 83% kế hoạch. Đối với diện tích lạc đồng, vẫn được cơ cấu gieo trồng các loại giống cho năng suất cao như L14, L12, L23. Diện tích cây ngô chủ yếu là các giống VLN4, HN10, CB999. Để đảm bảo hiệu quả năng suất sản lượng cây trồng vụ đông năm 2023, Ủy ban Nhân dân thị xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã nắm bắt kịp thời các loại sâu bệnh để hướng dẫn hỗ trợ người dân cách phòng tránh cũng như cách chăm sóc từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Thưa quý vị và các bạn, trong xã hội mà pháp luật ngày càng được hoàn thiện và đề cao thì vẫn còn có những công dân xem nhẹ quy định của pháp luật, thậm chí có cán bộ công tác trong cơ quan bảo vệ pháp luật
vẫn vi phạm pháp luật. Nói về sự cần thiết của pháp luật trong đời sống, từng có người đặt vấn đề rằng mỗi công dân phải xem nhu cầu tiếp cận và hiểu biết pháp luật của bản thân như sự đòi hỏi cơm ăn, nước uống hàng ngày. Sự so sánh này tưởng như rất khiên ngưỡng, nhưng lại hoàn toàn hợp lý, bởi cuộc sống vốn dĩ chứa đựng rất nhiều quy định, gần như lĩnh vực nào cũng có luật để điều chỉnh hành vi của các đối tượng mà luật áp dụng. Vậy nên, nếu như không cập nhật kịp thời, thì chúng ta rất dễ bị lụt trong rừng luật ấy. Giờ đây, để trở thành một công dân tốt, bên cạnh việc sống có trách nhiệm xã hội, còn phải là người hiểu biết, tôn trọng pháp luật và sống có trách nhiệm trước quy định của pháp luật. Bởi lòng tốt, nếu không đặt đúng chỗ hoặc bị người khác lợi dụng, cũng rất dễ dẫn đến vi phạm pháp luật. Đơn giản như muốn tổ chức quyên góp từ thiện chẳng hạn, cũng phải hiểu được pháp luật quy định như thế nào để làm cho đúng. Liên quan đến việc này, thời gian qua đã có những cá nhân tổ chức thực hiện một cách tự do, dù với cái tâm trong sáng, nhưng cuối cùng đã bị dư luận lên tiếng, cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc kiểm soát. Từ một vấn đề nhỏ này đã cho thấy sự rủi ro, mức độ nguy hiểm của việc thiếu hiểu biết hoặc không đề cao quy định của pháp luật. Để thực hiện những vấn đề lớn hơn, nhất là trong hợp tác quốc tế, càng đòi hỏi các tổ chức cá nhân liên quan phải hiểu biết sâu sắc, nhận thức đầy đủ vai trò quy định của pháp luật mới có thể dừng lại được trước những lằn ranh pháp luật. Cách đây 11 năm, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 13 đã thông qua luật phổ biến giáo dục pháp luật, thống nhất lấy ngày 9 tháng 11 hàng năm là ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, và trong những ngày qua đã có rất nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 được tổ chức. Đây là dịp để nhắc nhở mỗi người dân thêm tôn trọng hiến pháp và đề cao các quy định của pháp luật, không ngừng tìm hiểu pháp luật, thấm nhuần quy định của pháp luật để điều chỉnh hành vi, việc làm của mình. Và hơn thế, thông qua các hoạt động này, rất cần tinh thần thượng tôn hiến pháp và pháp luật thêm lan tỏa, trở thành hành động tự thân, nhu cầu thiết yếu, mỗi ngày, mỗi giờ, chứ không chỉ riêng trong Ngày Pháp luật Việt Nam, công dân mới có ý thức ấy. Nhận thức vai trò trách nhiệm là đội dự bị tin cậy, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn xác định rõ việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nội dung công tác cơ bản, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và là việc làm tự giác thường xuyên của mỗi tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng. Điều đó đòi hỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phong trào hành động cách mạng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhìn lại những bài học từ việc Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã để phát huy tốt hơn vai trò hạt nhân chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong tình hình mới, chúng ta cần thực hiện một số giải pháp sau. Thứ nhất, tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức đoàn thanh niên các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng, nhà nước, đấu tranh bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Ngoài ra, tổ chức đoàn thanh niên các cấp cần kịp thời ban hành các văn bản như nghị quyết, chỉ thị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện định hướng dư luận xã hội, nâng cao thái độ của đoàn viên thanh niên trong việc tôn trọng, bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân. Thứ hai, thường xuyên tổ chức chương trình hội nghị, hội thảo, tọa đàm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với hoạt động trực tiếp tại các tổ chức đoàn thanh niên các cấp. Thông qua các hoạt động này, tổ chức đoàn thanh niên các cấp có thể chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên, từ đó có biện pháp, cách thức phù hợp,
kịp thời định hướng tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên, giáo dục uốn nắn những biểu hiện tư tưởng lệch lạc, tránh để các thế lực thù địch, phản động có cơ hội lôi kéo, mua chuộc đoàn viên thanh niên. Thường xuyên tổng kết đúc rút bài học kinh nghiệm về công tác giáo dục ý thức hệ với lực lượng đoàn viên thanh niên để kịp thời học tập nhân rộng mô hình hay, việc làm thiết thực tại cơ sở. Thứ ba, chú trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục, lý luận và tự nâng cao nhận thức cá nhân về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các cấp bộ đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, không rập khuôn, gắn với đặc điểm thanh niên của mỗi cơ quan đơn vị, vùng miền, tâm lý lứa tuổi. Đoàn thanh niên các cấp cần đổi mới sáng tạo linh hoạt các hình thức, phương pháp tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, cần tận dụng tối đa lợi thế của mạng xã hội, cung cấp kênh thông tin chính thống để đoàn viên thanh niên tìm kiếm, tra cứu thông tin và học tập, tạo diễn đàn trao đổi, đối thoại với đoàn viên thanh niên về vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Thứ tư, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo cả về lượng và chất. Cần quan tâm hơn nữa việc tập huấn kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ cán bộ đoàn thanh niên, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn ở tất cả tổ chức đoàn thanh niên, nhất là đội ngũ tại cơ sở, tăng cường công tác giáo dục, nêu gương của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn tại các tổ chức đoàn thanh niên trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng thời cần duy trì và phát huy vai trò của các câu lạc bộ, lý luận trẻ trong nghiên cứu các vấn đề lý luận chính trị, truyền tải thông tin đến đoàn viên thanh niên, tham gia phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch dưới các nhìn thanh niên. Mỗi thành viên câu lạc bộ là một chiến binh trong công tác lý luận trẻ, sắc về thông tin, vững về kiến thức, để kịp thời hình thành đội ngũ tuyên truyền nòng cốt trong đoàn viên thanh niên trước các vấn đề xã hội, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần định hướng thông tin trong đoàn viên thanh niên. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Cán sự Đảng bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cuộc thi diễn ra từ ngày 9 đến ngày 29 tháng 11 năm 2023, tương ứng với 3 tuần thi. Tuần thứ nhất từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 11, tuần thứ hai từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 11 và tuần thứ ba từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 11. Cuộc thi hướng đến các nhóm đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân, công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Mỗi tuần thi có một câu hỏi gồm 10 câu, trong đó có 9 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi của ban tổ chức và một câu dự đoán số lượng người trả lời chính xác tất cả các câu trắc nghiệm. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 10 câu hỏi. Người dự thi được tham gia tối đa 3 lần trên một tuần. Ban tổ chức cuộc thi sẽ lấy kết quả thi cao nhất trong các lần thi của thí sinh để tính điểm xét giải. Sẽ có 16 giải thưởng được trao mỗi tuần, gồm 1 giải nhất, 5 triệu đồng trên một giải, 2 giải nhì, 2 triệu đồng trên một giải, 3 giải ba, 1 triệu đồng trên một giải, 10 giải khuyến khích, 500.000 đồng trên một giải. Kết quả các cá nhân đạt giải và đáp án các câu hỏi trắc nghiệm sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử tổng hợp, báo cáo viên và cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực là hoạt động tiếp nối sự phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua, phát huy chức năng nhiệm vụ của ngành tuyên giáo và ngành tư pháp trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực được thực hiện trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên https://báocaoviên.vn và cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp https://báocaoviên.vn.
moz.gov.vn. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp và các dự án trọng điểm trong khu kinh tế Nghi Sơn có vai trò đặc biệt quan trọng, có sức lan tỏa đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh trong khu vực. Cảng container Long Sơn cùng với hệ thống cảng biển đã được đầu tư hiện đại tại khu kinh tế Nghi Sơn như cảng nước sâu Nghi Sơn, cảng quốc tế gang thép Nghi Sơn sẽ tạo thành mạng lưới cảng biển liên hoàn có khả năng tiếp nhận tàu hàng trọng tải lớn và siêu lớn ra vào bốc xếp hàng hóa. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để đưa Nghi Sơn trở thành một trong những trung tâm cảng biển lớn nhất của cả nước. Với năng lực trung chuyển từ 1 đến 1,2 triệu container, thể tích 40 mét khối trên một năm, dự án cảng container Long Sơn có tổng mức đầu tư 3.600 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn làm chủ đầu tư. Dự án được chia làm 4 giai đoạn, đầu tư trên diện tích 100 hectare mặt nước và 3,6 hectare đất liền. Sự ra đời của cảng container Long Sơn kèm theo tổ hợp dịch vụ logistics sẽ thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ vận tải quốc tế, tăng cường khả năng giao thương cho hàng hóa qua địa phận khu kinh tế Nghi Sơn và khu vực Bắc Trung Bộ. Để góp phần hoàn thành mục tiêu của tỉnh Thanh Hóa, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ đưa logistics của tỉnh Thanh Hóa phát triển thành ngành dịch vụ có trình độ khá của khu vực Trung Bắc Bộ và của cả nước. Trong thời gian qua, cấp ủy và cả hệ thống chính trị thị xã Nghi Sơn và xã Hải Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã nói chung và xã Hải Hà nói riêng về việc khởi công bến số 3 cảng container Long Sơn sẽ góp phần xây dựng trung tâm logistics cấp vùng tại khu kinh tế Nghi Sơn, từng bước hoàn thiện hạ tầng sau cảng và giao thông kết nối khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh, tăng nguồn đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo thêm việc làm cho hàng trăm lao động, trong đó chủ đầu tư cam kết ưu tiên cho nguồn lao động của xã Hải Hà, thực hiện các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội. Quá trình thi công dự án bến số 3 cảng container Long Sơn đảm bảo không để xảy ra sự cố môi trường và các tác động xấu đến ngư trường, hoạt động đánh bắt thủy hải sản của người dân trong vùng dự án. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hải Hà đã đồng thuận, thống nhất để nhà đầu tư thi công bến số 3 cảng container Long Sơn. Đến nay, đã yên tâm tập trung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, ra khơi bám biển. Vì sự phát triển của quê hương đất nước, cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Nghi Sơn đề nghị cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Hải Hà trong thời gian tới cần đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, tiếp tục đồng thuận và nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong quá trình thực hiện dự án cảng container Long Sơn, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa. Đối với ngư dân xã Hải Hà, tập trung thời gian để vươn khơi đánh bắt thủy hải sản, để mỗi chuyến tàu khi cập bờ là một niềm vui cho mỗi ngư dân khi tung cá đầy khoang để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình, chăm lo bồi dưỡng, giáo dục cho trẻ em, để các em được tới trường, được học hành, xây dựng hành trang để các em nuôi ước mơ hoài bão, có tương lai tươi sáng hơn. Chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy về lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024. Năm 2023, thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn diễn ra trong điều kiện cấp ủy chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiều nội dung trọng tâm, cấp bách, nhất là thực hiện giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Phát huy truyền thống tuyển quân của thị xã, Đảng ủy các xã phường đã nghiêm túc quán triệt, triển khai chặt chẽ, đầy đủ quy trình các bước tuyển quân. Nhiều xã phường vẫn giữ được thành tích cao như Hải Ninh, Hải Thượng, Hải An, Phú Lâm, Hải Bình, Hải Châu. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như nhận thức trách nhiệm của một bộ phận nhân dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ còn hạn chế. Việc phối hợp của các cấp các ngành trong thực hiện công tác khám sơ tuyển tại xã phường còn chênh lệch nhiều so với kết quả khám tuyển sức khỏe tại thị xã. Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do năng lực lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy chính quyền
hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự ở cơ sở và sự phối hợp thiếu đồng bộ, hiệu quả của các lực lượng, đoàn thể trong quản lý, tuyên truyền, động viên công dân lên đường nhập ngũ. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2024, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự từ thị xã đến các xã phường tập trung lãnh đạo và thực hiện tốt những nội dung sau. 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và quy định xử phạt của Chính phủ trong lĩnh vực quốc phòng, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng để cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là công dân trong diện nhập ngũ, nhận thức rõ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 2. Thực hiện chặt chẽ đầy đủ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đặc biệt lưu ý về trình độ học vấn, sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị của thanh niên, thực hiện niêm yết công khai danh sách công dân gọi khám tuyển, gọi nhập ngũ. Các trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ, thời bình theo quy định của Luật Nghĩa vụ Quân sự, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, uy tín của dòng họ, chức sắc tôn giáo ở các xã phường, đề cao vai trò trách nhiệm của thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, thành viên Ủy ban Nhân dân từ thị xã đến các xã phường, phụ trách cơ sở, của cấp ủy chi bộ, cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở phải vào cuộc quyết liệt đồng bộ. Xác định con em cán bộ đảng viên, công chức viên chức phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 4. Phát huy các nguồn lực trong xã hội để tăng khả năng động viên khích lệ cho công dân lên đường nhập ngũ, như tặng sổ tiết kiệm, các vật phẩm có giá trị lưu niệm tại gia đình, nhất là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời làm tốt công tác đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, có cơ chế phù hợp để tạo việc làm ổn định cuộc sống, giữ gìn và phát huy truyền thống tuyển quân tốt đẹp ở từng xã phường. 5. Ủy ban Nhân dân thị xã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, gắn trách nhiệm của phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã trong chỉ đạo cơ sở. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường cần quan tâm quyết liệt hơn nữa trong nắm tình hình, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thị ủy về chất lượng và chỉ tiêu giao quân của đơn vị mình. 6. Giao Ban Tổ chức Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã, Đảng ủy các xã phường tuyên truyền giáo dục lựa chọn những thanh niên có đủ điều kiện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024 để tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và tổ chức kết nạp theo quy định của điều lệ Đảng. 7. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các cơ quan đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024. Giao Văn phòng Thị ủy phối hợp với Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã theo dõi việc triển khai chỉ thị, thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Thị ủy. Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân biết để thực hiện. Thay mặt Ban Thường vụ, Bí thư đã ký Trịnh Xuân Phú. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.